câu hỏi kế tiếp của một vị đó là giáo lý cơ bản cần thiết cho một hành giả trước khi sống chánh niệm là gì? Và nếu có thời gian thì học chuyên sâu thêm những gì, và không có thời gian thì trọng tâm những gì? Dạ, mong sư từ bi chỉ dạy. Ok, cái này là cái câu trả lời này là của bà Chanh Nép chứ không phải là của tôi nha, của bà Chanh Nép. Mà cái này là có trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán, và các vị đọc từ ngoại ngữ, các vị vào trong Google không, các vị đánh cái chữ Vipassana Achanep, rồi họ sẽ dẫn cho các vị một lô sách của bà. Nhưng nói một lô thật ra đó là sách của bà là họ không có đem, gần như theo tôi biết, tôi lục cũng thường, thì gần như họ không có đem lên mấy cửa là sách đó, thì họ gần như không đem lên lên online miễn phí đâu, mà thường là mấy mấy cái băng giảng này, cái băng giảng cái có người chép lại, bị bà mất lâu lắm rồi cho nên người ta nghe băng giảng người ta chép lại bằng tiếng Thái, rồi cái có ai đó mới xuyên cái dịch ra tiếng Anh, cho nên là mình lên đó mình gặp rất là nhiều bài bài của bà giảng, và bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Tôi có thấy rồi đó, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, ở trên nét đầy đó, năm thứ tiếng. Thì trong đó bà có nói rằng cái chuyện không học giáo lý mà chứng là cực kỳ hiếm hoi, ngoại trừ thời Đức Phật, ngoại trừ cái thời kỳ, mà còn Thánh Tăng. Chứ còn thời nay đó thì bà nói cái chuyện mà không học giáo lý mà tự chứng, bà không nói là không có, mà bà nói là đó là cực hiếm. Nó hiếm hơn cả cái chuyện mình đúng độc đắc, hiếm nữa, hiếm hơn nữa. Mà đã nói hiếm hơn độc đắc thì mình không nên lấy những người đó làm mẫu. Mình ăn rồi mình cứ ngậm cái tâm lên giọng đưa ba đưa đọc báo đông đông đưa, rồi mình chờ trúng số giống như cái thằng hàng xóm, thì cái chuyện nói chuyện không có được nha. Cái chuyện mà nó làm biếng như mình nó trúng số, chuyện nói chuyện đặc biệt. Cho nên ở đây á là mình tu theo bà, bà nói cái chuyện không không giáo lý là không có thể nào tu tự quán được. Còn ai trong room này không tin thì xin tắt máy đi ra. Nhưng mà tôi khẳng định trong học tự quán thì không có biết được, bởi vì sao? Vì tôi nói hoài, tôi có một ví dụ tôi xài hoài, đó là cái nồi canh chua đó. Mình muốn nấu nó mình cũng phải biết mặt mũi của cái cọng giá, trái me, trái khóm, trái cà, đậu bắp, ngò ôm, ngò gai, mình phải biết mấy cái đó mặt mũi ra làm sao mình mới nấu được. Chứ đằng này hoàn toàn mù tịt thì hỏi làm sao mình nấu canh chua đây, làm sao mình nấu đây, mà mai là cái nồi canh chua đó nó là hữu hình hữu tướng, nói gì cái tâm của mình. Và cứ bắt chước người ta là tu là không học, học là sở tri chướng, học là sẽ thêm thành kiến, định kiến, biên kiến, tùm lum, không thèm học. Đừng cứ giữ tâm khơi khơi, ok. Thì tôi phải nói, tôi vừa chúc mừng người vừa chia buồn với người đó. Tôi chúc mừng cái chỗ là mấy người nó có một cái tu quá đã, không có mệt, nhưng mà tôi cũng chia buồn là mấy người này nay mai chỉ cần mà có một lúc nào đó mà nó tỉnh tâm một chút, họ sẽ bị sốc, họ không biết tu, tâm mình không thấy là tu cái gì đấy. Cho nên bà mới đề nghị là hành giả cần phải lưu tâm những điều sau đây. Một là học kỹ về năm uẩn, coi năm uẩn là cái gì, đọc cho bằng hết tất cả những tài liệu nào mà có nhắc đến những năm uẩn, không nói rõ luôn, đó là tài liệu Atila học đến năm uẩn. Hai nó là 12 xứ, tức là 6 căn 6 trần, học cho kỹ, không. Ba nữa là học về duyên khởi, học về giới duyên khởi, vô minh duyên hành là sao đấy. Thứ tư nó học về tâm pháp, có nghĩa là cái được gọi là tâm á, nó được cấu tạo ra sao. Tâm nó chỉ là cái biết đơn thuần cộng với 13 cái trung tính cộng với 14 cái tiêu cực thành ra tâm ác. Rồi bây giờ cái tâm đơn thuần nó cộng với 13 trung tính cộng với 25 cái tích cực, tâm sở tích cực diễn ra cái tâm thiện. Ít nhất dốt như bò nó cũng phải biết cái đó mới tu chứ làm sứ được. Để mình tu mình biết, à đây đây đây, cái này là ngày ngã mạng nè, đây cái này là ngã mạng rồi, cái này là ganh tị nè, đây cái này là bủn xỉn nè, đây cái này là hoài nghi, cái này là phóng dật, cái này là hôn trầm nè, đây cái này là tà kiến nè, mình phải biết. Còn lần này cái nó giữ tâm không 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 được, tôi biết không không mà sao giữ cái rỗng rang nó xài tự thấy ghê. Thì đây là những cái mà hành giả phải học nếu mình muốn. Bà con có quyền nghi ngờ tôi, nhưng tôi đã nói rồi, vào Google mà tìm,
đánh giá trên ép với Barcelona đó, thế nào cũng có bài đó. Mà tại sao tôi tránh tôi không có giới thiệu sách của tôi? Bởi vì cái bài này tôi có dịch rồi, dịch ở trong quyển kinh nghiệm đại quán ấy. Phần 1 cái phần 2 tôi quên rồi, bây giờ tôi in gom nó thành một nha, một tập, một cuốn vậy. 500-700 trang gì. Đây, thì đó, đó là một người cư sĩ mà không có thời gian đó. À, trí nhớ kém, trí hiểu chậm ấy, thì cũng phải là như vậy, cũng phải học chuyện đó. Học về cái năm quẩn, học về 12 xứ, học về 12 duyên khởi, học về tâm pháp, học về tâm pháp. Tức là tâm là gì, tâm sở là gì. Rồi xong. Dạ, chúng con tri ân sư.